ngày 21 tháng 1, đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đến thăm chúc Tết các gia đình chính sách tiêu biểu và đảng viên trên 70 năm tuổi đảng tại xã Thanh Hóa nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy. Đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Đức Cảnh, bệnh binh ở thôn 4 Bắc Sơn, ông Nguyễn Quốc Hoàn, người bị nhiễm chất độc hóa học ở thôn 3 Thanh Lạng. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã tặng quà chúc các gia đình chính sách đón một mùa xuân mới vui vẻ, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Đến thăm bà Nguyễn Thị Liệu, sinh năm 1928, là đảng viên 75 năm tuổi đảng tại thôn 5 Thanh Lạng. Đồng chí Bùi Thanh Chuyên đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đầm ấm, yên vui đến gia đình đồng chí đảng viên cao tuổi. Mong muốn đồng chí Nguyễn Thị Liệu sống vui khỏe, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo.